Bạn có tin không? Có những vị tướng chẳng cần phải chỉnh sửa sức mạnh, tăng sát thương hay là hiệu chỉnh kỹ năng này nọ đâu, mà hãy trao cho anh, à nhầm, trao cho vị tướng đó hồi chiêu từ sớm. Đó có thể là đồng đội nhường bùa xanh hoặc là lên sớm đồ hồi chiêu tự thân vận động. Chắc chắn cơ tim không khó, chứ gà nghe thì tuyệt vời luôn. Vậy đó những vị tướng nào mà chiếc búp chỉ cần hồi chiêu để hóa thần, cùng Tiên Di tìm hiểu ngay nhá. Tài chính ba củ, có tài khoản gì hay không hả S ơi? Anh em tìm đúng nơi rồi đấy, mời anh em lên thẳng shop nhá. Chọn nick thoải mái luôn, tài chính gì cũng đều có thể phục vụ cho anh em. Và nhớ là đang giảm giá 10% đó nhá. Nhớ nhập mã tháng 10, Vio huyết ma thần, A Lành hắc kiếm, Lao Leo phi thiên, link shop và link nhân viên hỗ trợ Tiên Di để ở phần bình luận ghim phục vụ cho anh em. Thứ nhất, Natalia. Không thể phủ nhận, Natalia bị tướng đáng sợ ở đoạn đầu game. Đặc biệt, nếu đối thủ của Natalia là những vị tướng kiểu tay không quá dài nè, đẩy lính không quá nhanh. Mà thật ra, một khi Natalia được đứng chủ động ring cả địch hay là ao tiền, thì kể cả là Lily hay là Aoi đều sợ cô nàng thôi. Bởi một khi vào guồng combo, cô ta có thể liên tục ném nồi cắm heo vào đầu kẻ địch. Nhưng anh em có biết thứ gì có đáng sợ hơn một Natalia ở giai đoạn đầu game, thậm chí là ở cả giai đoạn sau không? Chính là một con Natalia với bùa xanh ở dưới chân. Khi đó vừa đảm bảo được hồi chiêu và năng lượng quá tuyệt vời. Đồng ý là chiêu 1 có nội tại giúp Natalia hồi 10 năng lượng khi trúng kẻ địch. Nhưng chiêu 1 cần tận 60 năng lượng mỗi lần ra chiêu cơ mà. Thành ra việc có cho mình bùa xanh vừa giúp cho Natalia thêm 20% một chiêu, để nếu chẳng may hụt chiêu 1 có thể sớm hồi lại và nhanh chóng rút ngắn thời gian hồi chiêu ở chiêu 2 và chiêu cuối nhé. Ừ thì Natalia ấy, đôi khi chỉ cần chiêu 1 có thể rao rắc nỗi ác mộng với kẻ địch rồi. Nhưng nếu có thêm chiêu 2 và chiêu cuối càng tốt chứ sao, đúng không? Và nếu chúng ta không xin được bùa xanh kẻ địch hay là đồng đội cũng chẳng nhường cho, không sao anh em. Với cái lối lên trang bị có hồi chiêu giúp Natalia có thể dễ dàng chơi hơn. Quan trọng nhất là giúp Natalia thoải mái spam kỹ năng mà chẳng lo hết năng lượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta có bùa xanh. Vậy nên ngoài trang bị ấy thì phương án sử dụng phù hiệu là không tệ đâu. Thứ hai, Thon, người đặc biệt thường có lối đi riêng và Thon có cho mình một cái nội tại khiến cho bộ kỹ năng không bị ảnh hưởng bởi thời gian hồi chiêu, mà toàn bộ thời gian hồi chiêu của anh ta sẽ quy đổi theo tỷ lệ là cứ 1% hồi chiêu sẽ nhận về 4 công lý cho Thon. Thuộc dạng tướng không cần dùng năng lượng, nên nếu như một số anh em không tìm hiểu kỹ càng Thon sẽ cho rằng hắn ta cầm bùa xanh quá phí. Nếu có thêm bùa xanh thì không hại mà chỉ có lợi thôi. Vì hiện tại lối trang bị của Thon tuy có nhiều hướng từ hồi chiêu nè, công vật lý đến chí mạng, nhưng dù theo kiểu là dày hồi chiêu, kiếm Mura, phù hợp kiếm cũng chưa mắc 40% hồi chiêu được, nhất là ở đoạn đầu game, chứ đừng nói là lên đồ theo kiểu là bắn chí mạng hay là không lên kiếm Muramasa. Thành ra khi cầm bùa xanh, Thon có ngay cho mình 80 công vật lý tương ứng với 910 vàng khi bạn mua kiếm dài rồi. Mà nếu đủ 40% hồi chiêu thì là tận 160 công lý cơ mà. Có lẽ vì cơ chế này mà sức tương đối tay của Thon chỉ gây 80% công lý. Nghe nói ở máy chủ nghiệm ấy, Thon chuẩn bị tăng sức mạnh rồi đấy. Dù vậy, nếu mà không ao quá nhiều tiền hay là không có thế bắn về led ấy, cũng khá khó cho Thon để có thể đọ sát thương với vị tướng xạ thủ khác, dù là núp sau tanh. Nhưng thêm một tí lợi thế là thêm một chút niềm tin chiến thắng cho pha 1-1 với kẻ địch rồi. Hy vọng rằng ngoài cái trend đó chính là Thon trợ thủ với 3 vàng làm chậm ấy ạ, thì Thon sẽ trở lại sớm ở trong tương lai nhá. Thứ ba, Lao Leo, một pháp sư. Nếu chơi là phong cách hồi kỹ năng nhanh thì khi đó Lao Leo nha, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Natalia khi được cầm bùa xanh cơ. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, lối đổ Lao Leo thì theo một vài cục vàng cục tím Lao Leo ấy thì thường có món đó chả dây chuyền lục bảo, vừa hồi năng lượng và hồi chiêu lại kèm một chút công phép. Nhưng nói thật, riêng Tiên Di không thích cái lối đổ này. Tuy nhiên, nếu Lao Leo auto được bùa xanh và thay món đồ đó bằng kiểu là vương miện hết kết ấy thì nó lại càng đáng sợ hơn, đúng không anh em? Và chắc chắn dù kỹ năng cao, ao tiền, địch cho phép Lao Leo múa mà lại không có năng lượng thì cô nàng chẳng khác gì các vị tướng pháp sư khác, không khác con quái rừng là bao nhiêu đâu. Lao Leo là một vị tướng có thể coi năng lượng là hơi thở và là oxy. Vì nội tại cho phép Lao Leo hồi máu cơ mà, nên dù chỉ còn 1/2 hay là 1/3 cây máu mà các bạn quẩy tốt nè, quẩy hay, năng lượng căng tràn thì việc đưa Lao Leo lên bảng điểm số với các vị tướng cận chiến lại ít khống chế là rất khó khăn. Dù vậy, Lao Leo chỉ là pháp sư Dimit nên không phải lúc nào chúng ta cũng có đồng đội tốt để nhường bùa xanh cho. Vì Tiên Di đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, có bùa xanh mà vẫn ăn, vừa cướp xong bùa xanh cũng chẳng nhường. Tụi năng rốt ngộ khỉ hay là cái đài không nói nhá, chứ bọn Aoi, Zuka hay là Wonderpain đã có cho mình 30 và làm 100 hồi chiêu rồi ấy, cũng chẳng nhường cơ, thế là không được rồi. Nên chúng ta hoàn toàn thể hy sinh một vài món đồ sát thương hoặc là đồ chống chịu để lên một vài món đồ hồi chiêu nhá. Hoặc không, như Natalia đi, có thể dùng phi hiệu nhỏ là sung mãn ở nhánh tháp quang minh, thoải mái spam kỹ năng luôn anh em. Và khi đó kết hợp cả đồ, cả phù hiệu và nếu có thêm bùa xanh thì Lao Leo chưa cần lết đã thể quẩy căng rồi.
Thứ tư, Vera. Khác với hai pháp sư TNG vừa kể ở trên là Natalia và Laurel, Vera là kiểu pháp sư theo dạng sốc sát thương và không quá ngốn nhiều năng lượng. Dù Vera có thể dồn hai lần chiêu một nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện như sau. Đầu tiên, năm tiểu quỷ chú cuối đánh trúng một vị tướng thì Vera lập tức hồi chiêu một, hoặc nếu mục tiêu không phải là tướng mà lại bị hôn gió hạ ngay lập tức ấy thì khi đó lập tức hồi chiêu một, và đó là một cách giúp anh em để spam kỹ năng và dọn lính nhanh chóng. Nhưng dù theo cách nào, lượng năng lượng tiêu tốn của Vera cũng không phải là quá nhiều, cũng như là bộ kỹ năng của Vera không hẳn là hồi quá lâu đâu. Nhưng cái gì nhanh mà chẳng tốt, nên nhớ Vera là dạng dồn đam nên lối đồ ít có quá nhiều đồ hồi chiêu đâu, mà ưu tiên về mặt sâu và thương đó thể là dây phù thủy, trượng bùng nổ, xuyên tâm lệnh hoặc là trượng hồn mang, vương miện hết kết, sách thánh hoặc là cầu. Dẫu vậy, khi bạn có thêm bùa xanh, tức là có thêm 20% hồi chiêu, Veda có thể rút ngắn thời gian dồn combo hơn. Và đừng quên rằng, sau khi được gia tăng sức mạnh, chiêu 2 của Veda bây giờ nhá, nếu bạn nâng mắc cấp ấy, chỉ cần tốn 7 giây thôi. Nên nếu bạn cho Veda đủ 40% hồi chiêu, vào thời điểm Veda nâng mắc chiêu 2 ấy, giúp cô nàng chỉ mất 4 giây để hôn thêm một lần. Tuyệt vời chưa? Thành ra vừa khớp nhịp với chiêu 1, mà chiêu 2 đâu chỉ làm choáng mà còn giảm giáp phép cả địch cơ mà. Thành ra nhịp cấu đỉa sẽ cháy hơn nhiều. Thậm chí anh em nào thích nhá, có thể cầm Veda đi trợ thủ và lên đồ hồi chiêu, hoặc là xin được quả bột xanh ấy thì đúng kiểu sướng luôn. Cứ spam kỹ năng liên tục ấy, sát thủ cái địch mà dám bắt chủ lực ư cũng phải e dè nhiều. Thứ năm, Mudat. Từ sau khi sửa đổi thì dây hồi chiêu, thường là Nginus nói riêng và 40% hồi chiêu nói chung có thể nói là thương hiệu của anh ta, khi bây giờ 99,99% chúng ta chơi Mudat để đã quen với việc là spam chiêu 1 để lấy nội tại mà lại không quá cần lính quái, đúng không? Đi rừng thì không nói nhá, nhưng Mudat đi top, việc để có 40% hồi chiêu không thể quá nhanh được, ít nhất là phải xong dây hồi chiêu, thường là Nginus hoặc là một nhấn ma pháp thêm. Tuy nhiên, đôi khi Mudat lại cần dây kiên cường hoặc là dây giáp. Nếu cái địch có nhiều ứng không chế hay đơn giản là non tay và sợ không ao nhây cái địch được, đặc biệt là gặp mấy vị tướng như bọn Mina, Zena rồi là Quy Thên Crisi, việc lên dây kim cường là có thể cần thiết đó. Xui xui bị bắt vào ấy, ảo ảnh chảm là cúc ngay. Khi đó việc có bùa xanh giúp chúng ta thể đa dạng lối đồ hơn với Mudat. Nhưng mà nói thật nha, đi top mà đòi bùa xanh ấy khó, vậy thì đi rừng nhé. Kể là bỏ dây thuật sĩ nè, hay là bỏ thương long inert, hay là kiếm Mudamasa thay bằng thương xuyên phá để có thể cắt tụi máu mỏng thấm hơn. Từ đó anh em thấy được rằng Mudat là vị tướng cần hồi chiêu ra sao rồi, đúng không? Đam có thể là từ từ, nhưng mà hồi chiêu là phải có. Bởi vì sao? Có hồi chiêu chúng ta mới thể dễ dàng spam chiêu 1. Dễ dàng spam chiêu 1 chúng ta bơi chiêu cuối để xả thương chứ. Chuẩn bài chưa nào? Vậy nên hãy cho Mudat thật nhiều hồi chiêu vào anh em ơi. Đó là năm vị tướng phát huy tối đa sức mạnh của hồi chiêu. Đương nhiên TNG biết là tướng nào mà chẳng cần hồi chiêu, đúng không? Nhưng năm vị tướng này có sự riêng biệt đấy. Đó thể là bùa xanh hoặc là đồ hồi chiêu và kể cả là phù hiệu nhé. Liệu còn thiếu riêng nhỏ? Nếu có, nhớ bổ sung thêm hộ TNG nhé. Nếu xem tới đây rồi, đừng quên tặng TNG một like và bấm nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại anh em vào 11 giờ và 17 giờ hàng ngày.